Hello, Hồng Rắn, chào anh em này. Hôm nay có anh em nào ở đây bị viêm xoang nhá, viêm mũi dị ứng thì mình tặng cho bài thuốc này gồm tầm 7 vị là ok nhá. Anh em lấy cây hoa cứt lợn này, hoa màu tím, lấy cho mình 2 cân này. Cỏ xước nhá, 2 cân. Cây ngũ sắc ấy, ngũ sắc nhá, lấy cho mình 2 cân này. Mới lại cỏ chỉ thiên 2 cân, rau má đà lấy 1 cân. Anh em lấy 5 lạng lá lốt, 5 lạng cam thảo này. Về băm nhỏ này, sao vàng phơi khô chia làm 10 ấm. Một ấm uống cho mình tầm từ 2 đến 3 ngày là ok. Ăn no rồi uống, kiêng này, rượu bia cay nóng nhé, da gà da vịt là ok. Anh em mà xoang hốc mủ ấy, thì sẽ lấy cái nước đun sôi khoảng 10 phút ấy, cho vào cái lọ xịt cho mấy mũi hạt muối nhá, rửa vào mũi sáng tối là ok. Có anh em ai bệnh gì comment dưới phần bình luận mình biết mình trả lời cho. Ok.